cho anh em. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một mẫu LaRoy, chính là AR12 mới ra mắt của DAVS. Đây là một mẫu line array đơn với một bus 30 từ sắt côn 75 và một trép côn 75 từ neo bi. Công suất của loa này là 400W cho mỗi loa, trở kháng 8 ohm. Và anh em biết không, một cặp này chỉ được bán với mức giá là 8,5 triệu, chưa bao gồm cassette và chưa tính cước vận chuyển. Và bản tên thiết kế rất là cầu kỳ, khắc laser hẳn hoi và trình bày rất là chi tiết. Đằng sau thay vì 4 chân, anh em sẽ có chốt ghép nối 3 chân, 2 chân trước và 1 chân sườn xương sống sau. Chốt ghép nối đầu 3 bi rất là chắc chắn nha mọi người. Ốc cấy được áp dụng trên khắp bề mặt mẫu loa. Lớp sơn nhựa polyurea phủ lên toàn bộ bề mặt của loa, tạo nên một cái vẻ rất là bóng bẩy và phải nói là một trong những cái hình thức rất là chỉnh chu cho một cái mẫu LaRoy chỉ được bán với mức giá 8,5 triệu. Phần sau sẽ nhô ra là hai phần tay cầm được cắt CNC cẩn thận, lồi ra như thế này đây. Và mọi người thấy là cái kết cấu bề mặt tổng thể rất là ổn định. Đáp tầng của mẫu LaRoy này được dao động ở mức 125Hz cho đến 18.000Hz. Cho mỗi mẫu loa sẽ có công suất là 400W, trở kháng là 8 ohm nha quý vị. Đây là cụm bass 30 của mẫu AR12 nha mọi người. Từ sắt côn 75. Đây là củ trép từ neo bi côn 75 của mẫu AR12 mà mọi người đang được giới thiệu ở đây. Có công suất là 100W côn 75 và như mọi người thấy là từ neo bi rất là đẹp, chất lượng. Đây là bức cắm. Mã tên của nó được khắc laser lên trên phần hậu của củ luôn nha anh em. Và anh em thấy là được bắt vào trong cái họng, được sản xuất bởi công ty Đại Liên Thanh. Thiết kế này là thiết kế độc quyền của công ty Đại Liên Thanh luôn. Với một cái góc họng mở như thế này, anh em sẽ có góc họng củ ngang là 120 độ và củ dọc khoảng tầm 8 cho đến 10 độ nha mọi người. Rất là đẹp, rất chi tiết. Cảm ơn các bạn đã xem. Đây là AR12 mẫu LaRoy với mức giá thấp nhất của DAVS. Cảm ơn và chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.